Rồi các bạn và mọi người cùng xem nha. Rồi tiếp tục hôm nay thì mình đã trở lại chùa Thủy Liễu các bạn. Thì hôm nay mình đã gặp thì anh nghệ nhân Hoàng Anh đang lên qua văn cho ghe ngôi chùa Thủy Liễu nha. Thì nó là ngay chùa Thủy Liễu chúng ta đã đóng hoàn thành hết rồi nha các bạn. Nhưng có cái giờ thì chỉ là lên qua văn nữa là hoàn thành nha. Bây giờ thì hôm gài thì nó ngay nghệ nhân Hoàng Anh thì cũng bận công chuyện đó, chỉ là lên làm ăn đêm không à. Hôm nay giờ chủ nhật thì nghệ nhân bắt đầu là thợ qua văn Hoàng Anh bắt đầu mới vẽ được ban ngày nha. Bây giờ đang lên cũng được phân nửa bên này nha các bạn. Hiện tại giờ thì đang lên cái đầu, đang lên khúc đầu các bạn. Màu quá đẹp luôn ha. Lên phần đầu, phần giữa thì cũng đã xong rồi. Để mình quay dài dài vô cái xem mà cho các bạn xem cái nét qua văn của khu họa sĩ Hoàng Anh lên qua văn tại ghe ngôi chùa Thủy Liễu nha. Đó này các bạn. Kêu hai người lại ghe đầu ghe giùm. Đây thì làm chữ chữ rồi ha. Ở đây thì cái phần đầu. Để em quay dài vô cho các bạn xem cái bên hông của cái nét qua dần. Đó thì thợ lên qua văn này thì cũng là được rồi, lên qua văn ở bên Nha Chi chùa cũ nha các bạn. Thì nghệ nhân đóng ghe ngôi này cũng là thợ đóng ghe ngôi ở bên Nha Chi chùa cũ luôn. Thì ghe này và ghe Nha Chi chùa cũ thì cùng chung một thợ và cũng là chung một một họa sĩ vẽ luôn nha. Cũng xong hết nửa bên này nha các bạn. Hình như cái phần đuôi cũng chưa các bạn, bây giờ họa sĩ đang vẽ cái phần đầu. Để mình quay hết luôn cái đoạn cho các bạn xem ha. Cái thành phần ghe thì mình cũng có quay nhiều cho các bạn xem mà nha. Thì cái này thì cũng như là vẽ thì theo bữa nay thì chắc cũng mới hoàn thành được phần nửa bên thôi nha các bạn. Còn chắc có thể là vài bữa nó mới xong. Chừng nào xong hoàn hảo hết thì tiếp tục mình sẽ quay nữa để cho các bạn xem và tham khảo. Mới phần này thôi, còn cái phần đuôi này thì chưa nha. Đuôi này còn trắng các bạn. Đuôi còn ha. Chưa xong hết nha. Ở bên đây thì còn trống luôn nha các bạn. Bên đây chưa làm luôn. Đó. Rồi bên đây thì mình sẽ đi mình quay bên trong lại cho các bạn xem nha. Đó. Của Thủy Liễu hay dài 29 m. Để mình quay bên trong đi dài ra cho các bạn xem. Dính sư vô đây luôn rồi. Đã ra xong hoàn tất hết rồi đó các bạn. Hình như là chưa có gắp cây cần câu lên nha. Chưa gắp cây cần câu lên. À, cái này chắc đợi vẽ xong rồi này kia rồi bắt đầu mình mới lên cây cần câu ha.
dạy lại cho các bạn xem cái ở bên trong nha. Còn mép bên đây thì các bạn cũng biết là chưa có sơn nha, nó chỉ sơn mép mới mép bên đó. Đó, tổng thể ghe nè các bạn. Rồi tiếp tục ra thì mình coi qua dễ dễ nha. Chờ nha, giờ bít hết trơn rồi. Thiết kế cái gì á bạn? Đổ xăng vô. Rồi chắc xăng rửa cọ quá. Cỏ các bạn ơi, là giữa cỏ để đỡ màu. Khúc sau nó màu xanh, bên phẳng này nè mà chỗ phẳng trắng đó, xanh đậm. Là nhóm nhóm cái ga lên đằng lấy cái cây đó ra để đằng sơn các bạn. Thank you.
bằng lấy cây ra. Cây gà đang để dễ dễ dẻ các bạn. Rồi, ngon lắm. Rồi. Xong rồi đó. Tại nó bị lúc đầu mình để chỗ này là nó cản cái mí dẻ đó các bạn. Còn thiếu đó. Giờ dở lấy cây đó ra để hỏng để mình dễ dẻ. Đó rồi tiếp tục thì dẻ tiếp tục chỗ đó nữa. Mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Thì tiếp tục nữa mình chờ chừng nào nghệ nhân họa sĩ vẽ xong thì còn lại vẽ phần nữa thì tiếp tục mình sẽ đón mình quay nữa để cho các bạn xem nha. Đó thì bây giờ mình cũng quay được bao nhiêu đây các bạn cũng đã biết ha, thì cũng đã được phần nữa ra rồi. Đó. Thì cái ngôi chùa Thí Liễu nha các bạn. Rồi thì hẹn các bạn đón xem những video kế tiếp nha. Rồi thì xin tạm biệt các bạn nha.